rễ con sa mạc truyền tài nhau bài đồng dao. Xương rồng đơm lá đơm hoa, nước đông đầy trên cao nguyên đá, là ngày hoàng đế trở về nhà. Người Surima luôn mơ về thời khắc tái sinh của nhà vua, và cuối cùng ngày đó đã trở thành sự thật. Xương rồng đơm lá đơm hoa, đơm luôn cái tấm một. Ok chưa? Đơm luôn cái tấm một. Lại chơi map gì vậy em nhờ? Map này cho cảm xúc không? Hay là map này cho nó nâng cao? Hay là map này cho nó đột biến? Cảm xúc đi, em so là emotional player đi. 20k sub mở giải so thôi, bữa giờ người ta mở giải hơi nhiều á. Tại vì căn bản mở giải cũng được anh em, nhưng mà phải có cái gì đặc biệt. Gì đặc biệt cơ. Anh em nghĩ gì đặc biệt nhất để mở giải nhờ? Ăn mừng rồi đã so vô được gì đó không? Hợp lý đấy chứ nhờ. Mình còn cái thế đi bộ á, tại mình đi lên từ con này mà. Không đi bộ được rồi. Con này đi. Con Riven cũng ngon á. Này lõi kim cương rồi. Tam hợp không? Vương miễn sử với hay là Ron này trước rồi này đúng không anh em? Ông này đi bộ. Ông này cái gì mình như số 2 đó. Sao nhiều ông cảm giác đi bộ thế. Ui ông này 3 cọc à. Đôi đống giày là roll luôn nè. Này roll luôn nè. Cái này ngon đúng không? Cái này ok á. Ok la nha. Not bad nha. Đây rồi, gan đấu sĩ. Thiên cung. Có một nhà đánh đi bộ thôi anh em ơi. Mình là tranh được nha. Một nhà mà quên mất đánh thôi. Tại vì mình có đây rất hai á. Mình nghĩ em đấu sĩ ngon hơn. Có đây rất hai, đếp bằng con này đi lên luôn. So béo điện lên chuyên like coi à. Mình có số điện thoại lên chuyên luôn nè. Chôn Lê Chuyên hình như nãy có đi tiếp không em? Lê Chuyên đi tiếp không vậy? Đi tiếp thì chắc Lê Chuyên like. Chơi Yone luôn nha anh em nhé. Anh em chơi Yone yếu đúng không? Em so là một trận Yone nha anh em nhé. Quyền năng huyết kiếm mà đẹp. Ít ra người ta vào 2 anh em ơi, giải cỏ thì vào ngày nào cũng thế, giải cỏ mà không vô địch thì anh em có được người ta nhớ tới đâu đúng không? Tốt nhất là phải vô địch đã. Vô địch rồi nói chuyện tiếp. Chứ giải cỏ anh em vào tới ngày chung kết cũng thế anh em ơi, mình vào chung kết si đây. Mình vào chung kết si đây mình còn chạy được người ta nhớ tới đó anh em. Nói chi giải bình thường. Nè, hay. Hay. Đẹp. Mình bảo mình đi cắt tóc mà lừa quá cũng chưa đi cắt tóc được. Quyền năng huyết kiếm nào. Nhà này lấy gậy. Nhà này lấy nước mắt. Anh coi nhá. Ui hai đồ ngon. Có cái gì vừa quyền năng vừa huyết kiếm không? Yone cầm dép rồi, chôn á. Mình phải lấy kiếm rồi, mình phải lấy huyết kiếm rồi. Cán phép hơi cùi nhở. Phải lấy rồi anh em ơi. Nó mà có đập đồ mà không sao. Đến kia mình đến Yone nè. Ê, ông cao thủ này giống chơi đồ gạt giò thế. Đừng cô mà phế đó nhờ. Với ông cao thủ bật chế độ gạt giò đó nếu. Mình chơi người ta xong người ta gạt cái đầu mình không. Lee Sin, Soraka, Momo. Cho gạt Eri à. Khó nhờ, không kèm kéo cường được. Ê, ông này chơi nào chốt một hướng đi. Ông này cầm cái gì mà Nico 2 xong rồi hai Yone nhìn ngáy vậy. Quyền năng không? Quyền năng ái tròn không? Quyền năng luôn này, thế phải lắp rồi hả? Nhờ đi nhờ. Phải lắp rồi đó. Vẫn kịp đúng không? Vẫn kịp đúng không? Vẫn cứ là ok la đúng không? Con này 2 à? Con này 2 à. Quyền năng. Bỏ khổng lồ ra không anh em.
khổng lồ lại bị đau quá. Khổng lồ lại bị đau. Nhép vai luôn không? Mà mình muốn đợi quỷ thư quá. Muốn đợi quỷ thư hơn anh em ơi. Đợi quỷ thư đi, tại vì căn bản Yoni nó cũng chặt ở ngay hàng sau quá. Với cả đang lưu cơ. Đợi quỷ thư đi. Đang lưu có gì đâu vội anh em. Thua đẹp mà. Rồi thắng không hả? Sặc. Ông mày phế thế, ông cao thủ này bảo sao cao thủ á. Phế thế. Bảo sao cao thủ anh em ơi. Mình còn lỗi gì đánh nhau khỏe khỏe không anh em. Dép chết cũng ngon nha. Dép chết cũng ngon. Cái này là Ronald nè. Ronald nè. Nổ bụp. Phải lấy một rồi. Mình lấy một ok. Mình lấy một ok đi mới. Cái này mình đồ mình đẹp rồi á. Với cả mình tím mình ra nhiều đồ on. Nó không còn cái này lắm. Yoni 2 luôn. Ông mày đánh cái gì đây? Ông ơi. Ông đánh gì vậy? Ông chôn đúng không? Ông đánh gì ta? Ông cao thủ này hơi khó chịu ông cao thủ này rồi nhé. Ê mình phải đánh Lee Sin rồi anh em ơi. Mình phải xoay mình đánh Lee Sin rồi đó. Phải xoay rồi đó. Người ta cầm luôn Yoni 2 đánh cái gì anh em ơi. Ok, quỷ thư 4 tiền luôn đi bà anh em ơi, có đốt máu rồi. Cái gậy mà 4 tiền mà mấy này chơi đi, mấy ông phép ở dưới không nhặt gậy này chôn hết nhỏ. À em này đến cây xa đúng không? Cái ra mình có thể bù bằng cái con ấy được đi. Bù khúc luôn rồi. Lee Sin cầm phụ khúc. Hồi mình lấy lắp cánh nhắm nhỉ. Phụ khúc thì bị thừa quá. Eloni lên chiêu lâu lắm anh em ơi, cho chiếc tên an ngon hơn. Eloni lên chiêu lâu lắm. Hai. Ok. Sao lên, sao lên. Cay thế nhỏ, vừa thu rồi. Ôi em này có Ire luôn. Xin Soraka cao cường. Đi xin ông mình chơi thôi. Đi xin ông tôi chơi thôi. Ken thì ông này cầm, đi xin ông kia cầm. Sao nó nhẹ hơi chút phép rồi. Sao nhiều nhà cầm đi xin á. Anh em ơi, mỗi nhà cầm con đi xin thì sao mình lấy dám lấy xong nấu nhà hơi được.
Từ những cái con này cầm tạm đi. Ông cầm con Lee Sin cơ. Dù gì mình thì mình cũng đánh luôn ở đây á anh em. Dù gì thì mình cũng đánh luôn ở đây á. Không đục quá được nhờ. Ê mình phải xếp sao để nó lòn lòn á. Xếp cái này không lòn được. Ê, mình phải để hàng dưới cơ. Phải để hàng dưới cơ. Bỏ bức xong đấu đi đúng không. Ê 4 u linh không. Bốn u linh thì sao. Súng mình còn Soraka nữa mà. Đây là con vua con là mạnh rồi đó. Mình đang đợi, mình sợ đồ on xấu ấy, cho nên mình để cái đập đồ này lại. Rồi. Soraka đúng không? Con này ra. Này vào đây. Con này vào đây. Vào đây. Đây phải dùng đi xin nữa, rất là khó. Thế không được, thế này ngon hơn. Kiếm công này. Kiếm công phế đi mà. Kiếm công nhìn thèm thèm ấy nhờ, ý là kiểu phải đánh nhiều đòn á. Phải đánh nhiều đòn cơ. Cái gì ông này cầm Yone đứng đây mà lướt qua đây á hả? Chôn à? Kiếm công phải có con nào có cùng đao cơ đi mà.
nhà này để mày bên đây, mình để bên đây thì đẹp hơn. Nhìn để nông thì nó bắn tỉa luôn mà. Kim bị điên nè. Kim bị điên nè. Mình có thể bán tiếp tiền lên cấp á. Mình cũng thể rôn 3 sao nhỏ. Nếu mà đúng thì nên lên cấp anh em ơi. Thôi coi như giữ một round đi, bỏ lại tức một round nữa đi. Được chứ. Mo không ai chơi, nhìn kia cầm một con Ken thôi, nhìn này đánh bằng Hawaii đi. Bạn nhỏ cái xe này rồi, cái xe nhưng mà nhìn lấy thăng hoa này bây. Nhà thăng hoa với giáp kết là nhà chắc chấp hai loại kim cương á. Nhưng mà này nhà châu quá. Nhà chụm chụm tim mà. Chụm này. Chụm này. Đánh cây xe em lấy thăng hoa gì ta. Mình không hiểu lắm nha. Chấp coi như chấp lỗi còn gì. Ok. Cùng xin lắp lại. Sẽ không giá trị gì đúng không? Set 2. Lý do mình không đọc công xanh ở đây anh em ơi là mình có thể đánh hai kim nha. Ui nhìn để ngay đây rồi, để cái này là thành hay không, tại vì con này lướt đi mà. Con này lướt vào đây đây mà. Ngồi khó chọn tiếng ngon chỗ nào. Không chỗ nào. Udi ngon nhất rồi, anh em yên tâm, mình tính rồi anh em ơi. Em sao chưa em tính mà. Đây tí mình nhặt thêm một đồ mana nữa, đánh hai mo hai Ken cặp đôi hoàn cảnh mà. Hồi sinh cặp đôi hoàn cảnh nha. Hồi sinh nha. Đây, cặp đôi hoàn cảnh được chưa? Con này không có đồ lấy mana nhỉ. Ai nhầm. Đã ngu thế. Sao nhà đấu sĩ này mạnh vậy? Anh em ơi, sao nhà đấu sĩ này mạnh vậy? May mạnh, hết đẹp rồi. UD thấy chưa? UD nhìn thấy sao đâm chết Iri luôn đi. Được chưa? Flash. Hôm nay mãi không xếp này. Mình xếp đẹp lắm rồi, hai cái CC mặc Lee Sin nữa. Hút được một cái này, đóng được một cái này. Ông lên 10 rồi hả? Nhẹ. Ok. Mình sống càng lâu càng khỏe nha. Tại đánh nhà khi đám tay bút rồng phối bật mà. Khu công ba không? Khi đi 2 không để làm gì đúng không? Ra canh 2 không để làm gì nữa.
Ông này tắt hai bên. Lát á. Không là không ăn được mình đúng không?